Chào tất cả các em học sinh Nguyễn Khuyến thân mến, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một chủ đề mới. Thời gian đặc biệt này chúng ta được dành thời gian ở nhà với ba mẹ rất là lâu. Vậy thì ngoài cái lúc mà học trực tuyến với thầy cô ấy, thì các em thường làm gì? Hôm nay cô Phương sẽ chỉ các em một vài bí kíp, chúng ta gọi là bí kíp ở nhà ngon lành những ngày nghỉ dịch Covid nhé. Rồi chúng ta cùng bắt đầu nào. Đồng tình cùng con lao vào bếp, mẹ vừa nếm đã tươi cười, đồ ăn ngon được phê. La 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 la. Nhà là nơi cứ rộn ràng làm say mê nhà khác. Tình tình tang bố chơi đàn hòa theo con mẹ hát. La nhà là nơi rất là đặc biệt đối với chúng ta, mà cô nghĩ là nó là nơi đặc biệt nhất đấy. Đó là nơi mà chúng ta cảm thấy được an toàn, được bình yên nhất. Thế thì trong những ngày nghỉ này, em có từng suy nghĩ là mình có thể làm gì, tận dụng cái thời gian nghỉ này để làm những việc thú vị, có ý nghĩa hay chưa? Cô sẽ gợi ý với chúng ta một vài việc mà chúng ta có thể làm. Ví dụ như em có thể dành nhiều thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Ví dụ các bạn nam có thể là đặt cái mục tiêu cho mình là trong những cái ngày nghỉ này chúng ta sẽ tập luyện để có cơ bụng 6 múi chẳng hạn. Với cái chủ đề là sống có ý nghĩa trong gia đình trong những ngày nghỉ dịch Covid thì cô Phương sẽ chỉ các bạn hai việc thôi. Mà cô tin rằng nếu các em làm tốt hai việc này thì không chỉ em đâu mà cả ba mẹ em và gia đình sẽ đều thấy những ngày nghỉ của chúng ta rất là vui và có nhiều ý nghĩa. Đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ dành thời gian để quan tâm tới gia đình nhiều hơn. Thế thì có nhiều bạn thắc mắc là bình thường em cũng rất là quan tâm gia đình rồi, em cũng yêu thương gia đình em rồi. Nhưng mà em biết không, khi mà chúng ta đi học mới thì chúng ta phải ở trong trường cả ngày. Thậm chí là đối với những bạn nội trú thì có khi là cả tuần, cả tháng thì các bạn mới được về nhà. Vậy thì mặc dù yêu thương gia đình, mặc dù quan tâm, nhưng chúng ta ít có thời gian và điều kiện để thể hiện tình cảm của mình. Thì nhân dịp này chính là một cái cơ hội tốt để cho các em làm điều mình muốn, thể hiện tình thương yêu của mình đối với gia đình rồi đấy. Cô nghĩ cái người mà các em phải quan tâm nhiều nhất đó chính là ba mẹ mình. Và hãy thử một lần chúng ta dậy sớm cùng chuẩn bị bữa sáng và ăn sáng cùng với ba mẹ. Hay là các em có thể làm một điều gì đó để tạo niềm vui bất ngờ cho cha mẹ. Yêu thương không chỉ nên dừng lại ở những lời con yêu ba, con yêu mẹ, mà yêu thương cần phải thể hiện ở những hành động quan tâm chăm sóc, dù nhỏ thôi nhưng nó lại rất là ý nghĩa. Cô tin rằng trên đời này người có thể yêu thương chúng ta vô điều kiện thì chỉ có thể là cha mẹ của mình mà thôi. Cái bí kíp thứ hai á, mà để sống ngon lành trong những ngày nghỉ dịch Covid này đó chính là làm việc nhà. Tại sao việc làm việc nhà thì lại quan trọng đối với các em trong những ngày này? Cô có trích dẫn một cái bài báo mà cô đọc được cách đây mấy tháng cho các em, giống như các em đang thấy trên màn hình á. Cái bài báo nói về một bạn sinh viên, bạn này chưa từng làm việc nhà nên là khi bạn đi học xa nhà thì bạn ấy rất là vất vả, bạn ấy chẳng biết tự dọn dẹp phòng như thế nào, bạn ấy còn chẳng biết là quần áo ấy phải bỏ vào máy giặt rồi cắm như thế nào cho cái máy giặt nó hoạt động, và bạn ấy gặp nhiều khó khăn. Vì vậy mà mẹ bạn ấy đã đăng một cái tin là tuyển người giúp việc cho con gái mình khi mà bạn ấy đi học đại học. Và cái tin tuyển dụng này thì khá là được chú ý bởi cộng đồng mạng. Em suy nghĩ gì về cái bạn sinh viên này? Có phải là cứ có nhiều tiền rồi thì chẳng cần biết việc nhà để làm gì, đúng không? Em biết không, thực tế là cái việc mà làm việc nhà này, vận động tay chân ấy, là thói quen của rất nhiều người thành công. Và cô có dẫn chứng cho các em một vài nhân vật đặc biệt ở trên này. Ví dụ như là Mark Zuckerberg
hay là Bill Gates. Họ được coi là những người mà giàu có bậc nhất hành tinh này, thế nhưng mà họ lại không xa lạ với công việc gia đình. Ví dụ như là Mark Zuckerberg, anh ta đã tự mình chăm vợ và chăm con khi vợ mình sinh con. Hay là Bill Gates nói rằng là cái niềm đam mê của ông ta chính là rửa bát mỗi buổi tối. Một nhân vật khác rất là trẻ và được nhiều bạn trẻ trên thế giới ngưỡng mộ, đó chính là Brooklyn, con trai cả của David Beckham. Và bạn này ngay từ lúc 15 tuổi ấy, thì đã đi làm thêm ở một cái quán cà phê. Em biết không, không chỉ bạn ấy đâu mà cả bốn anh chị em nhà bạn ấy thì đều có cái thói quen là phải tự dọn dẹp phòng của mình này, tự chăm sóc những cái nhu cầu cơ bản, ví dụ như là tự ăn này rồi thì vệ sinh cá nhân, mặc dù cha mẹ của họ rất là giàu có và họ có tới 20 người giúp việc, từ bảo vệ này cho đến lái xe rồi cho đến giúp việc gia đình. Đấy, họ là những người mà có đầy đủ điều kiện để có thể thuê người khác làm tất cả mọi việc cho mình. Thế nhưng mà tại sao họ vẫn làm? Thế thì những cái công việc nhà này giúp ích gì cho chúng ta? Thế thì khi mà tìm hiểu á, thì cô mới phát hiện ra một cái chuyện, đó là những cái công việc nhà bình thường của chúng ta thôi, nhưng mà nó có thể là cái cơ hội để cho chúng ta học và thực hành được rất nhiều những cái kỹ năng cần thiết. Ví dụ như thế này, chúng ta học được tinh thần trách nhiệm với bản thân và gia đình. Bởi vì khi mà chúng ta dọn dẹp thì chúng ta mới biết là làm việc nhà ấy cũng tốn thời gian và công sức nhiều lắm. Chúng ta sẽ biết là thương yêu và chia sẻ với ba mẹ mình hơn. Hay là không phải công việc nào các em cũng có thể làm một mình. Có những việc chúng ta phải chia sẻ với anh chị em hay là cần sự giúp đỡ của ba mẹ, chúng ta sẽ học được kỹ năng làm việc nhóm. Nhờ việc mà các em phụ giúp ba mẹ những cái công việc gia đình á, thì em biết không, uy tín của bản thân mình trong mắt ba mẹ cũng được nâng cao đấy. Nhờ việc nhà thì em học được quan sát, biết sắp xếp công việc, làm cái gì cho hợp lý, cho tốt, cái gì nên làm trước, cái gì làm sau. Mà em biết không, cái óc quan sát ấy, nó là một cái tố chất cực kỳ cần thiết của những cái người lãnh đạo đấy. Hay là em có thể học được kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian cho những cái công việc này. Và cái quan trọng nhất, đó là nhờ việc này mà chúng ta có thể gắn kết tình cảm gia đình tốt hơn. Một cái ví dụ cụ thể cho các em nhé, đó là việc nấu một bữa ăn thôi. Thế thì chúng ta sẽ học được gì qua cái việc này? Đầu tiên, các em có thể học được kỹ năng quản lý thời gian. Chúng ta sẽ thử tính toán xem là cắm nồi cơm xong rồi thì bao nhiêu phút thì nó chín. Trong lúc chờ nó chín thì chúng ta sẽ làm gì để tối đa hóa thời gian? Các em sẽ rèn luyện được óc quan sát. Chúng ta sẽ xem là ở trong căn bếp nhà mình có gì cần phải thay đổi cho nó tiện nghi hơn không? Hay là món ăn phải bày như thế nào cho nó đẹp mắt? Chúng ta sẽ học được rất nhiều những cái kiến thức về dinh dưỡng. Mà em ơi, có những cái bạn ấy cô thấy là tận đến học lớp 10, lớp 11 rồi, nhưng mà khi mà hỏi về đồ ăn ấy, bạn ấy còn chẳng biết là rau mùng tơi thì nên ăn sống hay là nấu canh, chứ trứng thì phải bỏ dầu hay là bỏ trứng trước. Hay là có những cái kiến thức mà cao hơn, chúng ta tưởng rằng khó hơn nhưng mà chúng ta lại học được qua cái việc nấu bữa cơm đó. Đó là kiến thức về quản lý tài chính. Chúng ta sẽ tính toán xem là một bữa cơm trong gia đình thì chúng ta sẽ thường phải chi phí hết bao nhiêu và làm thế nào để chi tiêu cho nó hợp lý. Và biết đâu được trong những cái ngày nghỉ dịch này, khi mà các em thường xuyên làm việc nhà, thường xuyên nấu ăn ấy, thì em lại phát hiện ra được là ôi, mình có niềm đam mê nấu nướng. Và biết đâu tương lai Việt Nam chúng ta sẽ có một cái đầu bếp danh tiếng, ví dụ như là Gordon Ramsay chẳng hạn. Có một điều cô có thể chắc chắn với tất cả các em, đó là những cái công việc gia đình nhá, là một cái kỹ năng rất là quan trọng khi chúng ta rời khỏi trường phổ thông, khi chúng ta đi học, đi làm xa nhà. Và ở đây cô có giới thiệu với các em một tấm gương mà chúng ta có thể học hỏi rất nhiều điều. Bạn ấy là cựu học sinh Nguyễn Khuyến cơ sở Bình Dương, bạn Nguyễn Mạc Nguyệt Anh. Hiện nay thì bạn ấy đang đi du học ở Úc và bạn ấy là cùng với các bạn học sinh Nguyễn Khuyến khác đồng sáng lập ra một cái tổ chức từ thiện 3S. Mà bên này các em có thể nhìn thấy fanpage của cái tổ chức này. Thì bạn Nguyệt Anh có chia sẻ với cô là khi mà bạn ấy sang Úc đi học ấy, thì bạn ấy tự thuê nhà riêng này, bạn ấy tự nấu ăn này. Và tất cả những cái công việc mà làm một mình ở nơi xa như thế thì bạn ấy đều làm rất là ok và ngon lành. Bởi vì ngay từ bé ấy,
bạn ấy đã được ba mẹ tập cho một cái thói quen, đó là tự dọn dẹp phòng này, tự làm việc nhà này, rồi thì nấu nướng phụ giúp ba mẹ nữa. Và đây là những cái kỹ năng mà nó giúp ích rất nhiều cho chúng ta khi mà chúng ta rời xa ba mẹ mình. Nói một chút xíu với bạn Nguyệt Anh thì bạn ấy rất là năng động, giỏi giang, và cái tổ chức từ thiện của bạn ấy đã có rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Nếu mà chúng ta muốn tham gia hay là học hỏi từ bạn ấy thì các em có thể kết bạn với bạn Nguyệt Anh nhé. Và không chỉ bạn Nguyệt Anh đâu, mà cô tin rằng tất cả những bạn trẻ mà có cái tố chất như thế này, năng động, tự tin, giỏi giang, tự lập, thì ở bất cứ đâu bạn ấy cũng sẽ sống tốt và sẽ có cái cơ hội thành công hơn người khác rất nhiều. Một cái tác dụng tuyệt vời nữa mà các em cần biết, đó là chúng ta học làm việc nhà, chính là học cách chia sẻ, học cách để yêu thương các thành viên còn lại trong gia đình của mình. Có bạn nào mà chúng ta cảm thấy là mình khó chia sẻ được với ba mẹ này, rồi thì mình khi mà muốn nói chuyện gì đó thì mình đều cảm thấy rất là ngại, giống như có một cái khoảng cách vô hình nào đó giữa mình với ba mẹ, hay là mình sẽ luôn cảm thấy là ba mẹ không hiểu mình. Thế thì đây là một cái cơ hội tuyệt vời để chúng ta rút ngắn cái khoảng cách đó và tìm cách bày tỏ. Tại vì lúc mà làm việc nhà ấy, không phải việc nào em cũng làm được đâu. Em cần sự giúp đỡ của ba mẹ này. Thế thì lúc mà chúng ta nhờ ba mẹ trợ giúp này, chúng ta hỏi ba mẹ là ba ơi, mẹ ơi, việc này, việc kia phải làm sao? Thì em biết không, đó là một cái cách để chúng ta chia sẻ đấy. Rồi dần dần là chúng ta sẽ bớt ngại ngùng hơn. Chúng ta sẽ thấy là tâm sự với ba mẹ cũng dễ hơn và ba mẹ có thể hiểu được mình hơn. Và theo cô, cái việc mà các em cần phải chia sẻ mọi điều với ba mẹ là rất quan trọng. Bởi vì không nơi đâu chúng ta thấy được yêu thương và an toàn như ở nhà đâu nhé. Cái việc mà chúng ta làm việc nhà đấy, rồi thì chúng ta quan tâm đến mọi thành viên trong gia đình mình á, đó là một cái thói quen tốt mà các em cần phải rèn luyện. Giống như có lần cô đã chia sẻ với các em rồi đấy, người thành công khác biệt với những cái người thất bại không phải là điều kiện kinh tế có sẵn hay là trí thông minh bẩm sinh. Cái khác biệt lớn nhất đó là những cái thói quen hàng ngày của họ. Bởi vì có một cái quy luật ở trên thế giới này, đó là gì? Đó là suy nghĩ của chúng ta thì sẽ gieo cái hành vi, và hành vi lặp lại thì sẽ tạo thành thói quen. Thói quen của chúng ta như thế nào thì tính cách của chúng ta như thế ấy. Mà thói quen thì sẽ quyết định số phận của các em. Nếu chúng ta rèn luyện những thói quen tốt hàng ngày thì cô tin chắc rằng là các em sẽ là những người rất thành công sau này. Để kết thúc cái bài học tuần này thì cô có hai nhiệm vụ dành cho các em. Thứ nhất, chúng ta hãy tự tay nấu một bữa cơm hoàn chỉnh cho cả nhà. Thứ hai, chúng ta thử suy nghĩ và lên kế hoạch để dọn dẹp phòng của mình này, trang trí lại phòng của mình sao cho gọn gàng, sạch sẽ. Em đừng sợ là mình sẽ nấu cơm không ngon, hay là em đừng lo là sau khi mình sắp xếp xong thì cái phòng nó sẽ tệ hơn. À, không nhé, cứ làm, bởi vì có sai thì có sửa, mà có sửa thì mới có thể thành công hơn, tốt hơn được. Thế là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Và cô mong rằng chúng ta đã học hỏi được nhiều cái giá trị hay, và chúng ta sẽ thấy rằng là những cái công việc nhà của chúng ta đấy tưởng chừng bình thường đơn giản, nhưng mà lại rèn luyện cho chúng ta rất nhiều thứ, và nó thậm chí quyết định đến cuộc sống của chúng ta sau này. Chúc các em có những ngày nghỉ bên gia đình thật là nhiều ý nghĩa, và hẹn gặp các em trong các cái chủ đề tiếp theo nhé.